Phim tài liệu Lộ Đức ra mắt tại Vatican. Hôm 13 tháng 2, 2020, bộ phim tài liệu Lộ Đức của Thierry de Maizière và Alban Toulay phát hành vào tháng 5, 2019 đã được trình chiếu tại Vatican. Nội dung phim mô tả thực tế cuộc sống ở Lộ Đức, từ những cuộc hành hương của các bệnh nhân, của những người phục vụ đến những người cảm thấy bị từ chối, những người phải làm nghề mại dâm. Những hoàn cảnh thực tế cùng với chất lượng của nghệ thuật điện ảnh làm cho người xem thấy và cảm nhận thực tế đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Bộ phim rất cảm động này dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi và đặc biệt là không chỉ dành cho người Công giáo. Tại Pháp, phim Lộ Đức là một thành công bất ngờ. Kể từ khi phát hành vào mùa xuân năm 2019, phim đã được 250.000 lượt đề cử cho giải César, một giải thưởng điện ảnh lớn của Pháp, được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 sắp tới. Tại buổi chiếu phim có sự hiện diện của ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, và bà Elisabeth Béton-Delec, Đại sứ Pháp cạnh Tòa Thánh. Theo các nhà sản xuất, đây là một sáng kiến chung của Đại sứ quán Pháp cạnh Tòa Thánh và Bộ Truyền thông. Phim được chiếu với phiên bản gốc tiếng Pháp. Sau đó vào ngày 24 tháng 2, phim sẽ được phát hành tại các rạp tại Italy.